Rồi đợi em xíu nha. Ta tập xô vô. Ngày mình bán bao nhiêu ký? Ở nhà xem là tôm khô rất là to luôn. Rất là nhiều tôm khô, chỉ có 35.000. Hello, xin chào cả nhà, lại là Phương đây nha. Hôm nay Phương giới thiệu với cô chú anh chị mình một cái quán bán hoành thánh lá tôm hủ trảo dì mũi nha cả nhà. Đây, quay cho cô chú anh chị xem cái bảng hiệu nha. Cái chỗ này là ở hẻm 66 đường Lãnh Bình Thăng, quận 11 đó cô chú anh chị. Cái hướng này vô đầm sen này nha, cái khúc này Lãnh Bình Thăng này một chiều này nha. Ngay chỗ đó, ở ngoài đây là 3 tháng 2 đi vô nè cả nhà. Đi vô chừng khoảng 200m ở bên tay phải có cái hẻm nha. Như quán của dì mũi bán từ 3 giờ chiều đó cả nhà. Nãy tôi mới hỏi dì mũi xong. Đây. Tại thì có khách ngồi ăn rất là đông. Ở đây có bàn ăn tại chỗ với mua mang về luôn nha cả nhà. Đây thầy Phương thấy đây, dì mũi ngồi múc. Có 4 năm bạn phụ dì mũi nhiêu. Rồi, bây giờ cùng quay hỏi xong dì mũi xíu rồi nghe xem nha. Rồi, cái nồi này nó vơi nè cả nhà. Dì mũi đang ngồi múc. Tôi thấy ở đây có một cái hai cái nồi tôm khô, rất là nhiều tôm khô luôn cả nhà. Cái nồi hoành thánh trong này. Mấy bịch nữa. Thấy hấp dẫn quá cả nhà. Còn 3 bịch nữa. Đây tôm khô nè. Cột lại đi. Quá trời tôm khô luôn. Em bỏ đổi ra. 3-1 nha. Đây bên này cũng có một nồi tôm khô nữa nè cả nhà. Quá trời tôm khô. Dì mũi đang thấy hoành thánh nè. Này cái lá hoành thánh đó hả chị? Dạ. Dì vớt ra cho vô cái nồi lớn rồi cả nhà. Nấu ra phải. Dạ. Thấy mấy chỗ khác bán người gấu quỳnh thánh là cái viên tròn tròn á, có tôm tập trong cái này. Dạ. Cái này là quỳnh thánh lá. Dạ. Quán của mình mấy giờ dọn ra bán nha dì? 3 giờ mới dọn ra, bữa nay dọn sớm xíu, nay không có bán người. Dạ. 3 giờ chiều là quán của dì mũi dọn ra nha cả nhà. Múc vô cái nồi đó, nãy con thấy cái nồi đó nó vơi. Bây giờ tầm khoảng gần 3 giờ thôi chứ chưa 3 giờ, hôm nay dì mũi dọn sớm nha cả nhà. Cuối tuần dì mũi dọn sớm. Một nồi tôm khô bên này luôn nè. Quá trời tôm khô luôn. Ở đây độ chắc mấy ký tôm khô á. Mấy chục ký tôm khô luôn. Đấy luôn kìa. Thánh lá cả nhà. Ở đây mấy tô rồi? Thánh lá ăn với huyết tôm khô. Mình bán như vậy là bao nhiêu một phần vậy chị mũi? 35.000. 35.000 ha. Tô nhỏ 35, tô lớn 40. Dạ. Vậy. Vậy. Tôi thấy dì mũi cho rất là nhiều tôm khô luôn á. Một giá tôm khô luôn á. Cái nước lèo này chắc nấu từ tôm khô quá. Bỏ vô trên đây luôn. Rồi chị mũi múc cho khách nữa. Hiện tại khách rất là đông luôn, hôm nay ngày cuối tuần đó cả nhà. Đây cái còn mấy cái nồi luôn nè. Tôi thấy 4 năm người phụ chị mũi luôn. Đây có số điện thoại luôn. Giờ bán luôn 3 giờ chiều. Ngày mùng 1 với 15 rằm là quán của dì mũi nghỉ rồi nha. Cô chú anh chị nào ở gần khu vực này có đi ngang qua đây thì ghé ăn thử hoành thánh lá tôm hủ trảo nha. Mấy cái này mấy lá hoành thánh nữa nha. Vô trong cái nồi đó đi bán cho khách. Hiện tại nè, khách tới ăn đông lắm đó nha. Đó, ở trong con hẻm nha. Ở đây là 66 Lãnh Bình Thăng, quận 11 nha cả nhà.
bạch thánh khô nè, mấy cái bạch hoành thánh khô nè, mỗi có bán hoành thánh khô nha. Đợi con chút chút. Rồi, món này của người Hoa đây nè. Rồi con qua đi. Nồi tôm khô luôn, bên đây còn một nồi nữa nè, hết là cho vô tim. Đủ chưa? Còn hai bịch nữa. Tại thấy khách ngồi ăn rất là đông. Khách chờ mang về cũng ha, mấy người chờ mang về. Năm tô lận cho tôm khô rất là nhiều, có huyết huyết tôm khô. Rồi giao cái này tải đây, cái lá hoàng thánh là giống măng đó, cái này 665.000 bơm lúa quay ở đâu chứ số 1 ở đây. Lẹ lên đi, trời ơi, có nhiều người quá mà coi như không. Rồi, ba thằng nó lên nè. Rồi, đợi em xíu nha. À, có bỏ tim thành lá cho nữa nha. Hai tô lớn mà không lấy gì. Chúc Phương Kiều thử một tô ăn review của chú chị xem nha. Rồi làm hai tô lớn luôn nha, xong cái tô này. Đi cắt vào luôn không? Rồi. Cắt cái đó. Cái đó từ từ làm hai tô lớn, một tô không quyết. Đây còn 370 à. Rồi đấy bà quẩy nó cắt. 35.000 tô nhỏ, tô lớn là 40.000 nha. Không huyết. Với huyết với tôm khô. Lá hoành thánh. Đó, tôm khô. Tô ít tôm lớn ha. Cái đó tô ít tôm lớn. Tôm khô, cô dì muối cho rất là nhiều tôm khô luôn đó nha. Lấy lớn hả? 30. Cái này anh đi không, 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 đừng, 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 không, 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 chúng mình phải chút huyết quá trời luôn cả nhà, còn có huyết quá trời. Cái tôm nè, cái nồi cái lè biến đây tôm đó nha, có 20 cái tẹt, có 20 hai bịch của chú này nè, hai bịch rồi để xíu nha, đông quá trời cả nhà, cắt ngồi hết bàn luôn rồi. Khách nhỏ hết bàn mà cái khách đứng chờ mua về rất tiền. Ba bịch. Khách nhỏ hết bàn luôn. Đồng. Giờ này khoảng tầm mới 3 giờ chiều thôi nha nha. Ngày cuối tuần rất đông. Cái này một tuần của anh nó đang sao nè, thấy tôm khô nhiều lắm, nãy mới múc qua đầy nồi bây giờ vơi xuống nửa nồi rồi nha. Hai bịch ha, rồi hai tô thêm luôn. Bây giờ đứng nó chờ không có bàn ngồi luôn á nha. Tôi đợi có chỗ ngồi, Phương kêu một tô ăn thử. Hai tô chú Đông. Hai tô này chú Đông nè.
không biết. Bốn câu nữa con tôi không biết. Hai bạch giờ đó là cách vô nữa rồi nha. Cách vô nữa là không có chỗ ngồi luôn, hết chỗ ngồi. Rất là đông luôn. Ở đây chắc có nhiều người coi YouTube xong rồi tới đây ăn thử hoành thánh lá dì mũi nha, ăn thử coi biết coi sao nữa nha. Thường ăn hoành thánh tôm thịt ít khi nào thấy chỗ nào nó bán hoành thánh lá, bán hoành thánh lá ăn với tôm khô. Chỗ dì mũi bán nha. Đó, cái xe rất là đông luôn, mình dì mũi làm hết. Mấy em ở ngoài là chỉ phụ bưng thôi nha, còn trong này là quầy mũi là múc bán cho khách hết luôn. Ba cái đồ là chị mũi làm hết rồi. Hết. Thấy hết tôm khô ở trên này nè, còn một nồi tôm khô dưới đây vậy. Hết hoành thánh là chị mỗi múc lên tiếp. Mấy nồi luôn đây, thấy ba nồi luôn đó nha. Bảy nồi luôn. Bảy nồi hơn chị mũi. Thì gì mũi bán đây lâu chưa gì? Bán 40 năm. 40 năm rồi hả gì? À con bán này lâu đời nha cả nhà. À, nhìn cái bảng hiệu này cũng cũ lý chắc lâu lắm rồi nè. Đó, chút hết nguyên nồi vô luôn. Rồi xong một nồi. Đấy nồi luôn. Thấy đây này là tôm khô một ngày chắc. Nấu mấy chục ký tôm khô đó cả nhà. Chị này hai bịch nè. Chị kêu nãy giờ. Chờ xíu đi cô. Đó, giờ nước vô. Nấu liên tục vừa làm vừa nấu. Lần nó về đi. Rồi, chờ xíu. Qua đầu, qua đầu. Giờ là giờ cao điểm, sắp tới rồi. Hết chỗ ngồi luôn rồi cả nhà, lấy bàn xếp trải ngoài luôn rồi. Tôi tính kêu ăn review mà bây giờ không có chỗ ngồi luôn cả nhà. Xe đậu bích trong. Quá trời khách. Có bài bịch gì đấy? Ôi chú ơi, bịch chú ơi. Chú này một bịch. Này có đậu hành, hành lá cắt ra nữa nè. Nói chung bàn chai này hút cũng được nữa nha cả nhà. Tổng ở đây đi, Úc ơi. Bằng, bằng dì mũi thôi. À, cái này lá hoành thánh khô nè. Mũi bỏ vô cụm nè cái nha. Xà vô chút thì sao không thấy quá. Đó, lá hoành thánh khô và dì mũi bỏ vô cụm. Cái nước lèo nấu sẵn rồi. À, bịch hoành thánh lá khô quá. À. Rồi, trộn chút xong rồi cho vô cái nồi bán. Chút xíu cho nó mềm vớt vô nồi bên này bán. Chuột cạp nồi tôm khô mày chắc mấy chục ký tôm khô ở đây á? 9 ký hả gì? Ngày mình bán khoảng bao nhiêu ký tôm khô gì mỗi 9 ký? Tôm thấy bự bự to to không nha cả nhà, không mấy tôm nhỏ đâu nha cả nhà. Tôm này chắc là nhất á. Tôm này là loại trung. Loại trung thôi cô. Dạ. Chỉ có 500 mấy ký thôi. Dạ. Nhất là 1 triệu mấy. Còn thấy to, con cũng to lắm à. Vì à, buổi bán rất là vui vẻ luôn nha cả nhà. Hai bột thôi. Làm liên tục ha, cho tôm khô vô. Ngày mình bán bao nhiêu ký gì mỗi? Hả? Ngày mình bán bao nhiêu ký tôm? 9 ký hả? Dạ.
bán hết nồi này là thôi nha cả nhà. Này bán 9 kg tôm khô, 9 kg mà làm trong cái nước này ngọt lắm. Còn mấy tô vậy, ở ngoài công ty có chưa vậy? Ngoài chứ đâu có chưa? Ở ngoài 2 tô á. Ngoài 2 tô. 4 tô, 5 tô. Đây rất là đông khách ngồi luôn, hết bàn ở đây, mình thấy để tới gần hơn 10 cái bàn luôn mà hết chỗ ngồi này cả nhà. À, ngồi bên trái, ngồi bên phải luôn, hết bàn ngồi luôn. Quá đông. Đây, Phương mới kêu một phần ăn thử này nha cả nhà. Phần này là 35.000 con nhỏ nha. Có một dĩa bánh quẩy nữa nha. Với lại pha thêm một chén nước mắm ớt cả nha. Tô nhỏ thì 35 nha, tô lớn thì 40. Này có hành lá nè. Tôm khô nhiều lắm cả nhà, lấy tôm khô cho cả nhà coi nha, để nếm thử cái nước thử nha. Chưa có thêm cái gì vô đây hết nha. Nước. Cái nước nó rất là ngọt luôn. Mùi tôm khô rất là ngọt. Ngọt lắm, ngon lắm cả nhà. Nước nó ngọt. Thành tôm khô nấu quá trời luôn, ngọt lắm. Rồi, cả nhà xem là tôm khô rất là to luôn. Rất là nhiều tôm khô, chỉ có 35.000 thôi. Này thử cái lá hoành thánh nha cả nhà coi nha. Đây, cái này là lá hoành thánh nè. À, hôm nay trời chuyển mưa, nó mưa râm râm nên quay hơi yếu sáng, cả nhà thông cảm nha, hơi tối chút xíu nha. Cái lá hoành thánh này cả nhà. Thử miếng nha. Rất là ngon. Ồ, cái lá hoành thánh ăn ngon quá nha. Thêm một miếng tôm khô lên nó rồi ăn ngon. Xuất sắc luôn. Ngon cả nhà. Lần đầu tiên ăn. Nó là ngon nha. Tôm khô à. Rất là nhiều tôm khô. Tôi không ăn bánh quẩy nha. Cái gì nào có ăn bánh quẩy thì bỏ thêm bánh quẩy vô ăn nha. Ăn không vậy thôi. Bánh quẩy. Lá rất ngon. Cho thêm miếng ớt nữa cả nhà. Miếng ớt dùng nó ăn cay cay mới ngon nha. Này Phương thấy vừa ăn rồi. Cô chú anh chị nào mà ăn mặn thấy lạc á, cho thêm miếng nước mắm. Đây, bỏ miếng ớt vô thấy khác liền. Trộn lên. Wow, có miếng huyết nữa nè cả nhà. Huyết to lắm nha. À, huyết to đùng luôn. Rất to. Trời, nguyên huyết to ghê. Trời, có ớt vô thấy màu đẹp lên đấy nha. Thử miếng nha. Món này của người Hoa nha. Bán buổi trưa tới tối. Ngon quá, cái nước ngon quá. Nước nấu ngon cực kỳ luôn. Một miếng nha, mình tắm nè. Mời cả nhà nha. Ngon. Huyết quá to luôn, tổng liên huyết rồi. Mời cả nhà nha. Rồi, để Quân ăn hết cái tô này ra tính tiền về nha cả nhà. Tại là khách tới quán rồi cũng rất khá là đông. Ở khu vực này thì là cũng muốn tới đây ăn thử hoành thánh lá của dì Mũi nha. Ghé số 66 Lãnh Bình Thăng, phường 13, quận 11 nha cô chú anh chị. Bán từ 3 giờ chiều nha. Rồi thôi, tôi xin kết thúc video đây nha. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại một video tiếp theo. Cảm ơn.